Chặn các bản tin nhanh 24/7. Chặn đánh đốt xe để ngăn cản nhóm thanh niên vào làng tán tỉnh gái. Sáng ngày 8 tháng 3, Công an huyện Con Cuông, Nghệ An cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lan Vi Sĩ, sinh 1998, trú tại xã Đôn Phục, Con Cuông về hành vi hủy hoại tài sản của người khác. Theo điều tra thông tin cho biết, trước đó vào ngày 5 tháng 2, Sĩ cùng một số thanh niên trong bản gặp nhóm thanh niên lạ trú ở xã Mậu Đức, Con Cuông vào bản mình chơi. Biết nhóm người này vào để tán tỉnh gái của bản mình, nên Sĩ cùng với nhóm bạn đã chặn đánh. Do nhóm người kia đông hơn đã đánh trả lại, nên nhóm Sĩ bỏ chạy. Quá bực tức, Sĩ tìm cách đe dọa và ngăn cản bằng được nhóm người lạ vào làng tán tỉnh gái. Một lúc sau, Sĩ biết nhóm người này đã gửi xe máy tại một gia đình ở trong bản, nên đã nảy sinh ý định đốt xe. Ngay trong đêm, Sĩ đã lẻn vào nhà ở các thanh niên gửi xe trên, rồi châm lửa đốt hai xe máy, bị thiêu rụi, thiệt hại khoảng 40 triệu đồng. Gây án xong, Sĩ về nhà ngủ như chưa biết chuyện gì xảy ra. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, công an đã bắt tạm giam Sĩ. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn gặp lại clip tiếp. Nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.